xin được visa đến Nhật Bản và chuẩn bị, chúng tôi đã bắt đầu hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc. Chuyến đi kéo dài 8 ngày, 7 đêm, đi qua nhiều vùng biển. Trong hành trình lần này, chúng tôi chọn vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Vé được mua trước 2 tuần, có giá 11,7 triệu đồng, với đường bay thẳng, các suất ăn cùng 40 kg hành lý. Ngày đầu tiên của hành trình khám phá Nhật Bản, chúng tôi đáp máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tokyo lúc 6 giờ 45 phút. Khi hạ độ cao chuẩn bị hạ cánh, từ máy bay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những cánh đồng bát ngát, xen kẽ là những cụm dân cư. Giờ là 1 giờ 55 phút chiều giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài 9 độ C. Xin chào các bạn, tôi là Tài Nguyễn của Phật TV. Hiện nay sau 6 tiếng, gần 6 tiếng bay từ Tân Sơn Nhất thì chúng tôi đã có mặt tại sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản. Thời tiết ở Nhật hiện tại là 9 độ C. Trong sân bay thì được sưởi ấm nên khá là ấm áp. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, chúng tôi nhanh chóng tìm đến quầy mua vé xe buýt. Tôi vừa mua một chiếc vé đi bus 1.000 sen, 1.000 yên để đi vào trung tâm Tokyo. Có thể thấy là rất là nhiều phương tiện công cộng để lựa chọn, nhưng quan trọng là nếu mà mình muốn đi một chuyến đi tiết kiệm thì mình chọn những phương tiện nào mà rẻ thôi. Thì ví dụ như là thay vì đi những chuyến xe có vé là 1.000 yên thì chúng ta cũng có thể chọn những phương tiện nhanh hơn. Như chuyến này bây giờ là 15 giờ thì tôi phải đợi 30 phút nữa với các chuyến xe tiếp theo. Thì các bạn cũng có thể chọn những chuyến xe mà là nhiều phương tiện khác như đi tàu điện nè, bus nhanh nè, đến thẳng rất là thoải mái ạ. Phía sau mình là hàng dài, mọi người đang xếp hàng chờ chuyến xe bus lúc 3 giờ. Rất tiếc không biết sao, có thể là hết chỗ nên cái chị bán vé chị đã bán cho mình chuyến 15:30. Phải chờ đến 30 phút nữa để có một chuyến xe tiếp theo. Đây là vé xe bus và vé hành lý của xe bus về trung tâm Tokyo. Buổi tối đầu tiên ở Tokyo, chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng Nhật. Có các bạn du học sinh Việt Nam đang làm việc ở đây. Nhà hàng này gần ga Kanda. Các bạn có thể xem thêm thông tin của nhà hàng theo đường link website hiển thị trên màn hình lúc này. Chúng tôi được ăn món Nama Saba, cá Saba sống ăn chấm với mù tạt. Món Aburi Sime Saba với nguyên liệu là cá Saba được ướp muối và giấm, sau đó hơ qua lửa. Khá giống với món nem nướng của Việt Nam là Chukin Nệ, thịt được xay và nướng. Món Saba Sando với nguyên liệu là cá Saba sống cùng với bơ kẹp bánh mì ăn với mù tạt. Ngon quá. Một món ăn khá đặc biệt mà chúng tôi được thưởng thức đó là Shikaro Pongzu, tinh trùng cá với suất phong dự. Okay. Không được tiết lộ tên món ăn trước, nên ban đầu chúng tôi ăn cảm giác hương vị món này hơi giống với ốc lợn hoặc ruột cá. Nhiều người khi thưởng thức lần đầu cũng đều nghĩ vậy. Như là ốc lợn. Thưởng thức các món ăn ngon và uống bia ở thời tiết khá lạnh làm cho buổi tối của chúng tôi càng thêm thú vị. Buổi tối rất ngon. Rồi, ok em. Sau khi ăn tối, chúng tôi đi bộ đến khu Ginza để tìm mua quần áo sinh nhiệt để có thể dễ dàng sinh hoạt ở Nhật Bản trong những ngày mùa đông giá lạnh này. Tôi đã đi bộ ở từ Kanda sang trung tâm thương mại Ginza. Thì bây giờ trời khá lạnh, mọi người đi bộ ngoài đường rất là đông. À, cũng đang rất là phấn khích, sau khi mà ăn no bụng thì đi sẽ khỏe hơn rồi. Thời tiết thì hơi lạnh lạnh, tầm 2 độ mà. Hơi rét tí. Nhưng mà rất là đã. Tokyo mùa này thì vẫn còn lá vàng
hôm trước thì dự định của mình là sẽ khám phá Nhật Bản vô tầm tháng 11 để đi ngắm lá vàng và lá đỏ. Nhưng rất tiếc là vì công việc nên không thể đi lúc đó. Thì mình nghĩ lúc này qua Nhật thì cây sẽ rụng lá hết rồi, nhưng mà cũng may mắn là nhiều con đường ở tại Tokyo thì vẫn còn rất là nhiều lá vàng như cái cây sau lưng trên đầu mình đây. Đường phố Tokyo sang đông nhưng vẫn còn nhiều cây lá vàng. Nhiều tuyến đường được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh và năm mới. Chúng tôi chọn mua đồ sinh nhật hít tách ở cửa hàng Uniqlo, một bộ quần áo có giá khoảng 2.300 yên. Đêm đầu tiên ở Nhật Bản, chúng tôi ngủ nhờ ở nhà người bạn du học sinh Việt Nam ở Tokyo. Con này rất là bự, nằm cả một tủ kiến lớn